Hello, xin chào mọi người, mình là Tùng Đếm. Và trong số tiếp theo này thì mình sẽ mời các bạn đến một nơi khá là đặc biệt mà mình chắc chắn là chưa một travel video blogger nào dám review. Và nơi này là nơi nào thì chúng ta hãy cùng dành vài phút để ngắm nó từ trên cao nhá. 3 2 1 lên. Ok, xin giới thiệu với mọi người, mình đang có mặt tại thành phố Ma. Và tại sao gọi là thành phố Ma thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nhá. Ok, xin chào mọi người. Em quay đây em ơi. Thực ra thì không phải là thành phố Ma đâu, thành phố Ma chỉ là một cái tên gọi rất là mỹ miều đặt mà nhiều tay báo với cả tay máy ảnh đặt cho nơi này. Thực chất ở đây là nghĩa trang An Bằng của thuộc thôn An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Lương, trong tỉnh Thừa Thiên Huế. Cái nơi này tại sao mà lại để cho mình phải cất công từ ngoài Hà Nội vào đây quay cho mọi người xem? Bởi vì thực sự nó rất là đặc biệt, nó không giống như những nghĩa trang khác của Việt Nam đâu. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là xung quanh đây có gì nhá. Trước mặt của các bạn đó chính là đình làng An Bằng. Các bạn có thể thấy là cổng tam quan ở đây xây rất là lớn. Đó. Ban nãy thì mình có đi bộ xung quanh thì mình thấy những cái họa tiết ở trên lăng mộ thường được chạm trổ bằng chất liệu sứ, rất là nhiều màu sắc. Ở đây đã từng nghĩa trang An Bằng đã từng gây sốt trên với báo chí của nước ngoài, cụ thể là báo Mỹ, báo Anh, báo Nhật, báo Ấn Độ hay là Trung Quốc. Mình chưa đến nay thì có báo Việt Nam lên TV nữa. Ở đây có thể các bạn không tin đâu, nhưng mà có những ngôi mộ, lăng mộ ở đây có trị giá hàng tỷ đồng. Thực sự nó rất lớn và công phu thi công. Đây, mình sẽ đưa máy bay của chúng ta dần ra phía bên gần cuối của khu lăng mộ để cho chúng ta cùng xem nhá. Ban nãy thì khi mà mình chạy từ ngoài đường 49 vào đây và nghĩa trang An Bằng thì mình gặp rất nhiều nhà biệt thự lớn lắm. Sở dĩ tại sao có nhà biệt thự lớn bởi vì là ở đây người dân An Bằng có rất nhiều Việt kiều Mỹ. Và sau khi mà mọi người đã sang bên kia và làm ăn được rồi thì mọi người tìm cách báo đáp quê hương. Khác với cả các nơi khác thì ở An Bằng họ lại chọn một cách, đó là xây dựng những cái ngôi lăng mộ cho ông bà tổ tiên rất là lớn. Đây là một cái phong tục khá là ai ho đấy. Cái trước mặt của các bạn kia đó chính là tượng Phật Bà Quan Âm nhìn thẳng ra biển Đông. Và bãi biển đấy chính là bãi biển Vinh An, trong và xanh. Okay. Mình sẽ đưa các bạn đi tất cả những cái nơi, những cái kiến trúc ở xung quanh nghĩa trang An Bằng để cho các bạn thể xem cho nó rõ nét nhất nhá. Máy bay đang cách chỗ chúng ta là 500m. Rồi. Tiếp theo kia thì hình như là Lăng Ông. Ok, mình sẽ tìm kiếm xem nhé. Đó, bãi biển Vinh An này sẽ kéo dài chạy thẳng đến chỗ bãi biển Vinh Thanh và Thuận An. Rồi, đây là khung cảnh toàn bộ từ trên cao của nghĩa trang An Bằng. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa máy bay của chúng ta quay trở lại thôi nhá. Ôi, phải nói là rất là rộng các bạn ạ. Cái con đường đây, ôi. Đấy, mình sẽ quay máy bay từ từ để cho các bạn xem nhá. Rồi, có một cái con đường giữa làng, giữa khu như này. Rất là lớn. Đấy, có thể ấy các bạn cũng có thể thấy được là rất là nhiều cái khu biệt thự ở trong này. Ôi giời.
có thể qua cái máy bay này các bạn sẽ không thể nhìn rõ được cái sự đồ sộ của Nghĩa Trang An Bàng đâu. Có lẽ là các bạn sẽ phải đến tận nơi và ngắm tận mắt. Đấy, rất là nhiều biệt thự lớn luôn đấy. Phía trước mặt của chúng ta kia là một đây chính là nhà thờ An Bàng. Nhưng mà chủ yếu lăng mộ ở trong đây thì có phải theo Phật giáo không ta? Đúng rồi đấy. Và mình sẽ hạ thấp xuống quanh nhà thờ An Bàng nhé, cho các chúng ta xem nhé. Ban nãy thì mình có ngồi nói chuyện với một cô bán bánh ép ở đây. Thì cô có nói là người dân đi biển ở đây ấy, khi mà già rồi ấy, thì người ta sẽ không xây nhà đâu. Thay vào đó thì người ta sẽ xây lăng mộ. Bởi vì là quan niệm của họ là khi mà già rồi ấy, thì khi mình đi biển nhiều ấy, mình cũng có ở nhà đâu. Nên sẽ xây lăng mộ để phục vụ cho việc sau này mình chôn cất bản thân. Khá là hay ho. Đây, mình sẽ bay quanh nhá, đang mải để ý. Đấy, nhà thờ An Bàng đây. Ôi, thế những lăng mộ đây là theo Phật giáo hay là theo đạo ạ? À? Có hết ạ. Vâng ạ. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng tham quan những cái ngôi lăng mộ ở đây, xem mình xem nhé. Ngôi lăng mộ nào lớn thì mình sẽ cho mọi người xem thử nha. Lại cũng thêm một cái điều khác biệt so với các nghĩa trang khác ở Việt Nam, đó là người dân ở đây sống xen kẽ một cách rất là bình thường với cả khu mộ này, chứ không hề có sự kiểu cách biệt hoặc là sợ hãi gì cả đâu. Người chết và người sống hòa với nhau trong một ngôi làng. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Ban nãy thì mình chạy ngoài đường ấy, mình thấy có rất nhiều bạn khách nước ngoài đã tìm về đây để kiểu tham quan đấy, và tìm hiểu tại sao lại ở đây lại lớn, làm nghĩa trang lớn như vậy. Mình gặp rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Uầy. Có những cái ngôi mộ ở đây, có những khu lăng mộ ở đây có diện tích cỡ 1.000 mét vuông là bình thường các bạn. Để chúng ta xem thử xem nhé. Có vẻ như là ở đây xây theo kiến trúc phương Đông. Hình như là có vẻ như là mỗi nhà sẽ có một hướng đặt ngôi mộ khác nhau, chứ không phải là quy định là hướng đông tây nam bắc gì hết. Đây cô cái mộ họ xanh kia là mộ họ Trương đúng không cô? Mình có đọc trên báo chí trước khi đến đây thì mình thấy cái ngôi mộ này đã được lên báo rất là nhiều, và mình sẽ quay rõ nét cho mọi người xem thử nhá. Với diện tích rất là rộng. Đó. Trời ơi, đẹp quá. Thay vì cảnh đẹp thì đây là lần đầu tiên mình review những cái nơi tâm linh như này. Nhưng mà thực sự là nó rất là đẹp các bạn ạ. Đến đây thì mình không có cảm giác sợ hãi hay là lạnh lẽo gì đâu. Rất là nhiều, mình sẽ bay thử sang bên kia cho các bạn xem nhé. Wow. Đây có một cái hồ. Nhiều lắm.
lắm, nhiều lắm. Trời ơi mọi người. Trời, đi trong này nếu mà không quen đường có lẽ là sẽ lạc mất. Lát nữa thì mình sẽ thử đi lòng vòng quanh dưới mặt đất xem. Mình phát hiện ra một số lăng mộ có vẻ như là theo theo đạo, bởi vì kiến trúc nó khác hẳn. Wow. Máy bay về thôi, nó xa quá. Hết pin à? Để nó báo thôi, chưa còn lâu mới hết. Cô ơi, cái bãi biển ở gần đây người ta có tắm biển không cô? Khách du lịch hay là chỉ là người dân ấy? À vâng. À vâng. Nếu như các bạn mà đến với cả bãi biển ở Vinh An này thì thử tắm một lần xem sao. Mình nghĩ là chẳng là không có cái gì, không có vấn đề gì đâu. Bởi vì là người dân ở đây tắm rất là bình thường. Hôm nay thì mình còn lộ trình đi một số nơi. Ôi trời ơi, to lắm à? To. Không phải cái chỗ kia đâu, mà chỗ một chỗ khác. Wow. To lắm anh các bạn ạ. Mình sẽ quay trở lại với cái điểm xuất phát của mình, đó chính là đình làng, một trong những cái công trình mà cũng to khủng khiếp ở đây. Rồi, mộ họ Trương và đình làng An Bằng. Ok, có lẽ là sau hơn 12 phút bay lòng vòng trên trời thì mình cũng đã đáp ứng cho một số yêu cầu của các bạn ở Huế là hãy đến đây để review. Và đấy, mình đã review xong rồi nhá. Các bạn đã thấy được cái sự hoành tráng của nghĩa trang An Bằng, một trong những nơi mà một trong những nơi mà thành phố ma được đặt tên là thành phố ma duy nhất ở Việt Nam. Thì nếu như bạn nào mà có đến Huế thì hãy nhớ ghé qua huyện Phú Lương nhá. Đúng không? Chết rồi, sorry mọi người, mình không nhớ tên. Cô huyện này huyện gì cô nhỉ? Phú Vang đấy, thì hãy nhớ đến huyện Phú Vang và ghé thăm nghĩa trang An Bằng nhá. Chắc chắn là các bạn sẽ phải trầm trồ ngưỡng mộ bởi vì ở đây rất là đẹp. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người trong các sơ sau buổi đến nhá.